Hello, xin kính chào quý vị. Hồng Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Một ngày, hôm nay là ngày thứ tư rồi quý vị. Wow, lẹ quá ha. Dạ, hôm nay thì Hồng Lan với Lộc sẽ gửi đến quý vị những cái tin mà hot nhất từ hồi đầu tuần tới giờ ha. Nhưng mà trước tiên thì mình chia sẻ chút xíu về cái vườn nho. Trời ơi, may mắn quá, gia đình Hồng Loan đi ngay cái thời điểm mà nho nó đang rất là ngon, trái mọng mà ăn nó ngọt liệm luôn. Thì khi mà Hồng Loan đưa cái clip lên, mọi người nhắn tin vô hỏi quá chừng, Hồng Loan đưa cái địa chỉ, số điện thoại, mọi người gọi lại đó thì ở chủ cái vườn nho họ nói là trời nắng nóng quá, cho nên nho nó đã bị héo, bị hư rất là nhiều nên họ phải đóng cửa. Họ lấy, họ làm rù hết rồi. Tội nghiệp quá ha. Trời ơi, trồng coi như là bao lâu mới ra được trái, người ta muốn có được thu hoạch, có được thu tiền vô, và khi mà khách ra vô như vậy cũng là một cái niềm vui của những cái người mà họ làm nông, mà bây giờ nắng nóng quá đã làm hư hết nho rồi. Ở chỗ đó đó vì mình mới thấy được cái người dân giống như miền quê, gọi là miền quê của Mỹ, họ rất là chất phác, chân thật, họ rất là thật tình. Nói mà cái nho đó, họ khi mà mình hái xong mình đưa cho họ thì họ cắt bỏ mấy cái lá đi, thứ nhất. Thứ hai là những trái hư á, họ cắt bỏ đi, chứ họ không phải là kiểu mình muốn cho nó tăng thêm cân mà họ thêm bỏ thêm vô, mà không vậy. Họ chỉ cho những cái gì mà ngon nhất giao về cho mình, để họ mà mình muốn giữ gìn cái như là cái thương hiệu của họ, cái uy tín của họ nha. Và khi mà nếu mình lỡ mình hái cái chùm nho nào mà nó chưa được chín, nó chưa được ngon thì họ nhìn họ thấy nó không ngon thì họ nói là cái này họ thấy không ngon, họ sẽ đổi cho mình cái khác ngon hơn. Và họ đổi vô cho mình. Mình phải nể phục cái cách làm ăn, cách làm của việc của người ta hay quá. Ở đó là người Nhật hết, tất cả những cái người trong vườn đó là người Nhật hết, đúng không? Bởi vậy đó cũng là một lý do vì sao người ta rất là coi trọng người Nhật ha. Cái cách làm việc của họ rất là đàng hoàng, mình thấy là mình cũng phải học hỏi thêm. Bản thân Lộc với Loan là phải học hỏi rồi đó. Rồi bây giờ xin trở về với tình hình của nước Mỹ. Thì Hồng Loan hôm nay xin được phép update với quý vị. Cũng đã lâu rồi Hồng Loan không có nói về cái bệnh virus ha quý vị ha. Hôm nay mình nhắc quý vị một chút ha. Thì ca bệnh hiện nay là 6.787.617, số người mất là 200.171, và số người được chữa khỏi là 4.061.873 người. Như vậy là chúng ta thấy được là cái số mà recover nó lên được gần 2/3 của cái ca bệnh rồi. Thì thật sự mà nói về ca bệnh mà đang mà active hiện thời á, thì là ca bệnh nó là 2.525.000, mà cái số được chữa khỏi đã là 4.061.000. Thì mình thấy là chữa khỏi cũng khá nhiều, cho nên cái dạo gần đây thì cái cảm giác của chúng ta là hiện tại bây giờ chúng ta đã quen với cái con virus Vũ Hán này rồi. Giống như là mình phải sống chung với nó thôi, và mình phải kỹ cho mình phải giữ vệ sinh sạch sẽ, mình phải đeo khẩu trang, mình tránh tiếp xúc với những người xung quanh thì để mình bảo vệ cho mình thôi. Lúc đầu mình nghe mình cũng rất là sợ. Nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy nó dịu xuống, nó cảm thấy nó mình dễ phòng tránh hơn. Thì hy vọng mình làm được những cái điều đó thì mình sẽ tránh được cái bệnh virus Vũ Hán nha quý vị. Mặc kệ cho những cái lời nói mà cho ra vaccine sớm là một cái đòn chính trị để mà đưa Tổng thống Donald Trump đi tiếp thêm một nhiệm kỳ nữa, thì ngày hôm qua, ngày thứ ba, Tổng thống Donald Trump ông vẫn tuyên bố rằng vaccine coronavirus có thể sẽ sẵn sàng sớm nhất vào ngày 13 tháng 10, điều mà ông hy vọng sẽ mang lại cho một sự thúc đẩy mạnh mẽ trước ngày bầu cử. Tổng thống Trump hứa có thể sẽ phê duyệt vaccine coronavirus vào ngày Columbus khi các chuyên gia cảnh báo chống lại việc chính trị hóa. Và ông nói, mọi người sẽ không phải đợi vài năm để có vaccine. Tôi đã thúc đẩy quá trình cùng với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, FDA. Chúng ta sẽ có vaccine trong vài tuần nữa, có thể là 4 hoặc 8 tuần. Chúng ta có rất nhiều công ty sản xuất vaccine tuyệt vời. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn ở đài Fox News. Thì chúng ta cũng biết là Fox News là đưa thông tin tốt về tổng thống nhiều lắm. Gọi là thông tin chính xác.
Và ông cũng hy vọng là sẽ tung ra trước cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11. Và họ có phỏng vấn hỏi ông nghĩ thế nào về đại dịch, bởi vì lúc trước ông cũng đã có nói với cái ông mà viết sách, ông nói là ông biết là cái dịch này nó rất là căng, nhưng mà ông không có tuyên bố. Thì ông trả lời, ông nói là ông không muốn tạo ra sự hoảng loạn và làm quá mọi thứ. Và ông còn nói thêm rằng tình hình ở nước Mỹ từ bữa tới giờ cũng đã trở nên tốt hơn rồi, tốt hơn hồi lúc mà mới bắt đầu đó, thưa quý vị. Và ông nói là chúng ta đang xoay chuyển tình thế, Texas đã dần hạ nhiệt, Florida cũng đang làm rất là tốt. Nhưng mà mặc dù vậy thì ông tiến sĩ Anthony Fauci thì ông cũng cảnh báo, ông nói rằng không bao giờ có vaccine trước cuối năm 2020. Mà mặc dù là các chuyên gia những cái nơi mà họ làm vaccine thì họ cũng tuyên bố mình thấy cũng rất là khả quan, bởi vì cái xét nghiệm, cái thử nghiệm lâm sàng của họ mọi thứ cũng đã rất là tốt. Thì mình cứ chờ xem ha quý vị. Thật sự mình cũng mong có vaccine sớm thôi. Nếu mà đúng đúng tiêu chuẩn ra cái vaccine sớm để mà cho những người ở tuyến đầu, những người bác sĩ, y tá, những người trong quân đội, những người mà bị dễ bị tiếp xúc với lại cái căn bệnh này, cho những cái người đó trước, thì mình cũng biết chắc chắn là vaccine có ra thì mình cũng không phải là những người được tiêm đầu tiên. Thì những người trong ở tuyến đầu đó là những như bác sĩ, những cái người mà tiếp xúc gần gũi với con virus là sẽ là người chích đầu tiên, với lại cảnh sát, những người cảnh sát, những người tiếp xúc nhiều thì họ sẽ được chích đầu tiên. Và thưa quý vị, Hồng Loan cũng biết là chúng ta cũng đang chờ đợi một cái gói cứu trợ lần hai đến với tất cả những người dân Mỹ. Thì trong tất cả những cái cuộc đàm phán vừa qua giữa đảng Dân Chủ, giữa đảng Cộng Hòa, Thượng viện, Hạ viện thì nó cứ căng thẳng. Bên Hạ viện thì nói là bên Thượng viện đưa cái gói cứu trợ gì có một chút xíu, có 1.000 mấy trăm tỷ không được đâu vào đâu, và đòi là phải 1.000 tỷ thì mới được. Cuối cùng thì cũng chưa có ra được một cái quyết định nào hết. Thì vào ngày hôm qua có một cái nhóm người, 25 người làm luật ở bên đảng Cộng Hòa và 25 người làm luật ở bên đảng Dân Chủ, họ đã cùng làm ra một cái gói cứu trợ. Và cái gói cứu trợ đó thì khoảng 1.500 tỷ, và họ hy vọng rằng đưa lên cho tổng thống cũng như là đưa lên cho thượng viện, hạ viện thì sẽ được dễ dàng thông qua cái gói cứu trợ này. Bởi vì cái kia là hai bên cứ căng nhau hoài, thì cái số lượng mà 1.500 tỷ này thì có thể dung hòa giữa hai bên, thì mình cũng hy vọng là sẽ xúc tiến tốt. Thì cái nhóm người này họ gọi là the problem solver, giống như là những cái người sửa chữa, chuyên giải quyết giải quyết đó. Thì trong cái gói cứu trợ này thì chắc chắn là sẽ có 1.200 đô gửi đến cho mỗi người dân đóng thuế. Họ nói là có thể vào tháng 10, và họ còn nói là có thể vào tháng 3, nếu như cái dịch COVID này nó vẫn còn thì chúng ta sẽ có thêm một cái check nữa vào tháng 3. Đó là về cá nhân của mỗi người. Và ngoài ra đó thì cái gói cứu trợ này nó còn bao gồm rất là nhiều thứ, giống như là họ sẽ gia hạn thêm cái tiền thất nghiệp cho 8 tuần lễ đầu tiên là 450 đô cho một tuần, và rồi sau đó là 600 đô cho một tuần, với 5 tuần tiếp theo là nó sẽ được gia hạn cho tới cuối năm nay luôn. Ngoài ra đó thì cũng sẽ một cái số tiền 15 tỷ đô la cho bưu điện Hoa Kỳ và 400 triệu đô la để hỗ trợ cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay nữa. Và song song đó cũng sẽ có thêm một cái số tiền để mà hỗ trợ cho chương trình cho doanh nghiệp nhỏ vay, để mà hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ trong cái thời gian sắp tới nữa, thưa quý vị. Thì mình cũng rất là mong cái gói cứu trợ này sẽ được thông qua. Mọi người dân đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi quý vị ha, và cũng đang chờ đợi một cái số tiền hỗ trợ, nhất là những người thất nghiệp. Trở về với cái vụ mà cũng nóng bỏng của một software bên Trung Quốc đó quý vị, là TikTok. Thì lúc đầu tiên đó thì TikTok đó họ nói là họ sẽ bán cho Microsoft, bán cho Walmart chẳng hạn. Và bây giờ thì chúng ta lại được biết là TikTok đã được hợp tác với lại công ty Oracle của Mỹ. Oracle sẽ trở thành nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy
cho TikTok. Đây là tuyên bố vào ngày 14 tây tháng 9. Và Oracle xác nhận sẽ bắt tay với Biden để cứu TikTok. Có nghĩa là không phải là bán đứt TikTok ở Mỹ, mà Oracle sẽ là một cái công ty quản lý cái phần mềm tại Mỹ. Hợp tác thôi. Ừ, có nghĩa là nó vẫn còn dính với lại cái công ty chính. Thì được biết là cái công ty Oracle này là cái ông mà thành lập ra công ty cũng như là CEO của công ty, ổng cũng có một cái mối quan hệ với lại Tổng thống Donald Trump. Uh-huh. Ông cũng đã làm những cái cuộc donate là gì? Giống như là cuộc hỗ trợ về tài chính cho bầu cử này nọ đó. Cho những cái hỗ trợ về tài chính cho những cuộc tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà mình thấy cái thông tin này mình không biết là Tổng thống Donald Trump có đồng ý với cái này không? Tại vì nếu mà chỉ là một cái sự quản lý thôi thì mình cũng không có thể nghĩ là nó sẽ bảo đảm những cái thông tin mật của tất cả mọi người sử dụng nó có bị rò rỉ ra ngoài hay là không. Thì được biết tới ngày 20 tây tháng 9 này đã là cái hạn cuối cùng cho TikTok rồi. Thì chúng ta chờ xem cái quyết định của bên tổng thống, bên chính phủ sẽ là như thế nào. Khi có sự hợp tác này thì TikTok đã cam kết là sẽ tạo ra 20.000 việc làm mới cho Mỹ, và Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ sẽ phụ trách thương vụ Biden's Oracle. Và ngoài ra chính phủ cũng sẽ cử một cái nhóm người riêng nữa để mà đánh giá cái sự hợp tác này. Thì cũng có thể có cái sự chấp thuận thì mới đưa ra những cái sự quản lý như vậy. Thì nếu mà có một cái nhóm thứ ba quản lý nữa thì mình cảm thấy mình đỡ lo lắng hơn. Thì mình để mình coi thời gian sao. Nếu mà ok thì mình mới dám cho con cái mình chơi tiếp. Vừa qua thì quý vị có nghe cái tin xôn xao là Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa Bình của một tiến sĩ. Thì vào ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã chủ trì một buổi lễ lịch sử chứng kiến Israel bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain, đánh dấu một thành tựu ngoại giao của Tổng thống đương nhiệm khi ông bước vào những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Ông Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ký các thỏa thuận với Abu Latif bin Rashid. Quý vị thông cảm, nhiều khi đọc những cái tên mà của nhiều cái nước khác mình đọc cũng bị trẹo lưỡi luôn á, quý vị ơi, thông cảm cho Hồng Loan nha. Ông ngoại trưởng của UAE để thiết lập quan hệ ngoại giao trong một sự kiện ở phía nam của tòa Bạch Ốc. Quyết định của UAE và Bahrain chính thức bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của họ về mối đe dọa chung do Iran gây ra. Và chính quyền Trump đang hy vọng thỏa thuận mở ra sự thống nhất khu vực hơn. Chính quyền cũng hy vọng thỏa thuận sẽ gây áp lực lên người Palestine và tạo động lực cho kế hoạch hòa bình Israel-Palestine đang bị đình trệ. Trong phát biểu riêng của mình trước khi mà kết thúc sự kiện thì Tổng thống Trump coi sự kiện này là hướng tới hòa bình ở khu vực Trung Đông. Các nhà lãnh đạo nước ngoài đã ca ngợi ông vì sự lãnh đạo của chính quyền của ông đã dẫn đến các thỏa thuận, mô tả đó là thời điểm đầy hy vọng cho tương lai. Và ông nói là chúng tôi đến đây vào chiều nay để thay đổi tiến trình lịch sử sau nhiều thập kỷ chia sẻ và xung đột. Chúng tôi đánh dấu một buổi bình minh của một Trung Đông mới. Chúng tôi thực hiện một bước tiến lớn hướng tới một tương lai trong đó mọi người thuộc mọi tín ngưỡng và nguồn gốc cùng nhau sống trong hòa bình và thịnh vượng. Được biết trong buổi lễ có khoảng 200 người tham dự, một số người thì có đeo mask, một số người thì không đeo mask, thì đây cũng là một cái vấn đề tranh cãi giữa bên những cái đài với nhau. Đài bên Trump thì nói là không cần đeo mask dài, mà chống Trump thì nói không đeo mask là lây bệnh. Giờ ngày hôm qua đó quý vị, thì có một cái tin là một người binh sĩ không quân đã tử nạn ở bên Kuwait, mà ông này đặc biệt là ông là người Mỹ gốc Việt. Thưa quý vị, vào ngày Chủ nhật là các viên chức quân sự cho biết một thành viên 26 tuổi của lực lượng không quân Hoa Kỳ đến từ thành phố Anaheim đã qua đời vào hôm thứ Bảy 12 tháng 9 trong một vụ tai nạn giao thông khi đang tuần tra ở Kuwait.
Các viên chức Bộ Quốc phòng cho biết trong một thông cáo báo chí rằng binh sĩ không quân Jason Khải Phan đã tử vong trong một tai nạn đụng xe gần căn cứ không quân Ali al-Salem. Và vụ va chạm khiến hai binh sĩ khác bị thương, nhưng họ bị thương không có nặng lắm. Nguyên nhân vụ tai nạn này thì đang được điều tra, và họ cho biết là anh Khải Phan đang hỗ trợ chống lại nhà nước Hồi giáo ISIS như một phần của chiến dịch Operation Inherent Resolve. Anh được bố trí đến Kuwait vào hồi tháng 7 năm nay để mà hỗ trợ các hoạt động của mình. Thì cái người mà thiếu tá mà chỉ huy quân đội của anh Khải Phan cho biết là anh rất là một con người rất là nỗ lực và rất là thành thạo trong công việc, và anh là một người đồng đội rất đáng tin cậy trong những tình huống nguy cấp, và anh còn là một người làm việc rất là nhiệt tình, tận tụy, hết mình, quên mình đối với những người khác. Theo tin của Orange County Register đó, thì anh Khải Phan bắt đầu phục vụ cho phi đội lực lượng an ninh số 66 tại căn cứ không quân Hascom ở Massachusetts vào tháng 10 năm 2018. Và cũng được biết là hài cốt của anh sẽ được đưa về Hoa Kỳ để mà tổ chức đám tang. Anh chưa có vợ con gì hết. Một người rất là giỏi và rất là trẻ ha, trẻ, mới có 26 tuổi thôi. Ở Anaheim, Anaheim là gần khu mình hả? Ừ. Wow, là ở Anaheim. Cách khu Lộc không có xa. Long và Lộc cũng xin phép được chia buồn với lại gia đình của anh, và cũng rất là hãnh diện cho một người Việt Nam mà trẻ mà rất là tài năng. Bây giờ mình nói bên người Việt, bên Mỹ thì rất là nhiều người rất là giỏi nha quý vị. Họ trong tất cả các lĩnh vực luôn, về quân sự, về kỹ sư, bác sĩ, đều có người Việt mình hết. Một lần điều hãnh diện, rất rất là hãnh diện đối với những người Việt sống ở Hoa Kỳ, cũng như tất cả các người Việt sống ở thế giới. Lộc nghĩ như vậy, đúng không quý vị? Có một cái thông tin vui này Loan với Lộc muốn đưa đến quý vị, là có một cái cô gái này, cổ, cái chiều cao của cổ chỉ có 86cm thôi. 86cm? 86cm là có 8 tấc thôi đó. 8 tấc à? Mà lấy một người chồng cao 1m85. Trời ơi, khổng lồ. Cái cô bé này, cô tên là Trisha Tyler, hiện nay là cổ 31 tuổi. Thì khi mà cổ còn nhỏ đó quý vị, khi mà sanh ra cổ đó, thì cái xương của cổ nó bị cái gì đó, cứ hễ cử động mạnh lại gãy xương. Cho nên xương cổ không phát triển, cổ không có lớn lên được bao nhiêu hết trơn á. Mà khi mà sanh cổ ra là cổ bị gãy 150 cái xương. Trời ơi. Cứ phải băng bột bó xương riết như vậy mà cổ trải qua được. Thì khi mà cổ còn nhỏ đó, cổ rất là khó nuôi. Người ta nói chỉ cần cổ hắt xì một cái là cổ gãy một cái xương. Có những cái chứng bệnh gì rất là bệnh kinh khủng ha. Và khi lớn lên đó, thì cổ chỉ có 86cm thôi. Và cái phổi của cổ nó cũng không có hoạt động được như bình thường. Cổ phải thở bằng máy, nhưng mà họ cho cổ tập á, cổ tập riết, thì khi mà cổ lớn lên từ từ thì cổ thở được, và chỉ có khi ngủ cổ mới cần máy thở thôi. Và có một hôm trên đường đi đến một cái trường cao đẳng để mà học về công tác xã hội, thì cổ đã gặp cái anh chàng Michael Tyler. Anh chàng này 31 tuổi, cao 1m85. Và hai người đã bị cú đầu phút từ giây phút đầu tiên. Và hai người yêu nhau, rồi sau 4 năm hai người cưới nhau ha. Và hai người quyết định muốn có con. Và người bác sĩ nghe cổ nói là quyết định có con, thì bác sĩ ngăn cản cổ hết mực luôn. Bác sĩ nói là không nên làm cái điều này, là bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe cổ rất nhiều. Quý vị cũng biết là xương cổ nó rất là giòn, nhúc nhích mạnh là có con. Vậy mà cổ quyết định hy sinh. Wow. Có con luôn, có bầu luôn. Vậy mà sanh được một bé trai. Và đến hôm nay bé trai đã được 4 tuổi rồi thưa quý vị. Trời ơi, mừng quá. Có những người mà phi thường. Cái cuộc sống của họ phải trải qua những cái vấn đề từ bẩm sinh cho tới bây giờ, mà họ vẫn cố gắng dương mình lên và sống một cái cuộc sống như những người bình thường ha. Rất là hay. Hay quá trời luôn. Quá sức lợi phi thường, đúng là phi thường. Lộc cũng có những người bạn bị gọi là bệnh khiếm thị quý vị, mà rất là giỏi nha. Họ đi đứng không cần mình phải
dẫn đi nữa. Họ không muốn như vậy, tại vì không, họ đã giống như họ đã lớn rồi, họ không muốn kiểu mà dựa dẫm cho mọi người khác. Họ kiếm tiền được mà tiếng còn nhiều hơn mình người bình thường đó quý vị. Những người đó tinh thần và ý chí của họ rất là mạnh. Rất là nể phục những người như vậy. hôm bữa kia đó là như Lộc đi đi xuống Palm Springs tổ chức sinh nhật cho ba, có nhận được có một cái người mà fan cứng của Bảo Quốc Hồng Loan Channel cứ hẹn để mà được gặp bé Trứng, rồi tới nơi tặng quà cho gia đình quá trời, tặng cho bé Trứng đồ để mà lên sport rồi bình nước này nọ để chuẩn bị cho bé Trứng vô trường học, rồi rất là chu đáo luôn, tặng cho ba thuốc nè, rồi cái birthday card nè, rồi tặng cho Hồng Loan với mẹ những cái đồ skin care, rồi tặng cho Hiếu những cái đồ nấu nhà ăn, coi như là mỗi người đều có quà hết trơn luôn vậy đó. Rồi xong á, về tới nhà thì lại được nhận thêm quà nữa của Kimmy Vũ, quà hôm bữa trước là của là Kim Dung. Còn quà hôm qua là lại tặng thêm một trái bầu dài. Ngày mai sẽ ăn bầu trưa cơm. Sáng bầu, trưa bầu, tối bầu. Suốt ngày của bầu. Nhưng mà không có bầu. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Cảm ơn hai người bạn rất là dễ thương. Nhưng mà mai mốt đừng tặng quà nhiều quá. Gia đình Hồng Loan cũng rất là ngại. Rất là ngại. Biết là tấm lòng của mọi người yêu thương thì tặng một cái món quà tượng trưng thôi. Chứ đừng có tặng quà mà mắc tiền quá thì mình không... mình ngại lắm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng chia sẻ video của Loan và Lộc, và xin chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ like, share và subscribe channel nha quý vị. Tạm biệt quý vị. Bye. Sắp bầu rồi. Hả? Sắp đi bầu. Mình sắp đi bầu. Tự nhiên sắp bầu rồi, tôi hết hồn. Thế nói. Ai nói bầu này trời. Tao nói tao, mình sắp đi bầu rồi. Bầu mới có vụ sắp bầu nữa. Ủa sao ông nẹm nó sắp bầu là sao? Mình đâu có bầu gì cử, đâu. Bầu cử. Bầu cử, đừng làm hồi hộp. Tôi mới đâu chú. Cái bệnh chủ cũ.